Xin chào bạn, mình đã có ở đây một chiếc ốp lưng dành cho iPhone X dòng Liquid Air, một sản phẩm của Spigen, vẫn là một thương hiệu phụ kiện rất là nổi tiếng đến từ California của Mỹ. Và sản phẩm này thì vẫn được sản xuất tại Hàn Quốc với cái chất lượng top đầu ở trên thị trường hiện tại bây giờ. Liquid Air có thể là coi là cái dòng ốp lưng chống sốc có thiết kế mỏng gọn nhất của Spigen đến thời điểm hiện tại bây giờ, và nó được làm hoàn toàn từ nhựa mềm, có hai màu, màu đen và màu xanh bóng đêm. Đây, như bạn thấy, đây là Liquid Air, một chiếc ốp lưng được làm hoàn toàn từ nhựa mềm TPU, giúp mình tháo lắp máy dễ dàng, không lò chảy xước máy và bảo vệ mọi góc cạnh. Mặt sau lưng thì với những họa tiết kiểu kim cương rất là đẹp và bắt mắt. Cái họa tiết này sẽ giúp mình chống xước này, chống vân tay, chống bám mồ hôi, chống bám bẩn, và cầm máy ở trên tay cũng sẽ chắc chắn và bám tay hơn rất là nhiều. Bên trong có những cái rãnh thoát nhiệt giúp mình sử dụng máy lâu mà đỡ bị nóng hơn. Còn ở các góc là cái công nghệ chống sốc Air Cushion độc quyền của Spigen, sẽ giúp bảo vệ máy chống sốc khỏi rơi rớt, va chạm, giúp bảo vệ máy của mình tốt hơn khi có những trường hợp không mong muốn xảy ra. Đó, rất là đẹp. Đây là một trong dòng ốp lưng nhựa dẻo được bán chạy nhất tại Lê Sang bây giờ. Và bây giờ mình sẽ lắp lên chiếc iPhone X này. Khi lắp rất là dễ dàng, nhựa mềm. Và đây, như bạn thấy, rất là gọn và rất là vừa tay. Cảm giác cầm rất là bám tay và vô cùng chắc chắn. Đấy. Mặt sau lưng nhám sần nhẹ, cầm ra chắc. Chất liệu nhựa TPU sẽ giúp bảo vệ cái điện thoại của mình tốt hơn khi mà có va chạm. Thậm chí cái viền trước này cũng được làm nhô cao lên ở tất cả các cạnh. Các bạn thấy ở đây, tất cả các cạnh được làm nhô cao lên, giúp bảo vệ cái màn hình của mình tốt hơn. Nếu mà mình lỡ có làm rơi máy úp xuống hay để úp máy ở trên mặt bàn thì các bạn cũng sẽ không lo cái màn hình của mình bị chảy xước. Các phím bấm thì được làm nổi lên và cắt hở một chút ra để cho mình cái cảm giác bấm chân thực hơn, nhẹ nhàng hơn. Spigen làm những phím bấm này cực kỳ tốt và cực kỳ tuyệt vời. Hầu như không hãng nào làm tốt hơn những phím bấm này hơn của Spigen. Rất là đẹp. Phần camera, như bạn thấy, cũng được làm lồi cao lên, giúp bảo vệ được cái ống kính không bị chảy xước khi mà mình để trên bàn. Lồi cao lên một chút xíu vừa đủ, vẫn cho cái ốp lưng cái cảm giác mỏng gọn vừa phải, cầm ở trên tay rất là thoải mái, không bị cồng kềnh hay là bị to quá hay là bị dày quá những ốp lưng chống sốc chuyên dụng khác. Và với chất liệu nhựa dẻo TPU này thì các bạn thể sử dụng trong một thời gian rất là dài mà không lo nó bị cong vênh biến dạng như dòng ốp lưng bằng silicone thông thường. Và như vậy thì mình đã giới thiệu xong các bạn chiếc ốp lưng Liquid Air dành cho iPhone X. Sản phẩm này có mã tại Lê Sang là 2442. Để đặt mua, các bạn thể truy cập website lesang.vn hoặc gọi điện đến số hotline 024 66 708 708 để đặt hàng. Xin cảm ơn các bạn.